Hey yo, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm TV của mình nha anh em. Thì hôm nay tiếp tục là một cái clip cực kỳ là sôi nổi và cực kỳ là đẹp luôn nha anh em. Vì sao đẹp? Vì đây là một cái con nhân vật xe sành 17-18 nhưng mà nó có mặt ở một cái xe sành 6.3 của server Lương Sơn Mulog 3 nha anh em. Thì hiện tại con game Mulog 3 thì không quá xa lạ với tất cả anh em. Thì những anh em nào có theo dõi kênh mình nè, có theo dõi Facebook, Zalo hoặc là có kết bạn với mình thì đều biết là mình đang hỗ trợ rất nhiệt tình ở bên cái server Tam Quốc và server Lương Sơn. Hiện giờ là server Lương Sơn bên mình hỗ trợ cho anh em là mát item trên người nè, mát reset luôn nè. Và hiện giờ server là có win 3 nhưng là hỗ trợ anh em win 2.5 luôn anh em ạ. Hỗ trợ anh em tới bời tới bến nha. Thủ thuật hỗ trợ cho anh em, các anh em chỉ cần là chọn trúng cái server Lương Sơn Hào Kiệt phiên bản là Mulog 3, báo lên giúp mình là một cái tên tài khoản, tên nhân vật và tên class. Tên tài khoản là cái tên khi anh em đăng nhập vào trong game thì nó có đổi là Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn Tí gì đó. Còn cái tên nhân vật thì các anh em thấy là của mình, cái tên nhân vật của mình nè, ba cừng câu 2, các anh em thấy không? Còn cái class, ví dụ anh em chơi cái con class sát thủ SL thì ở đây là mình đọc tắt là chữ S với chữ L á, là cái con sờ laser nha anh em. Còn con DK thì các anh em cứ đổi là DK, MG thì anh em cứ đổi cứ MG. Thì nói như vậy là những anh em nào đã chơi thì biết, còn những anh em nào chưa chơi cũng biết luôn, tại vì mình nói quá rõ ràng anh em à. Thì anh em xem tới đây thì hãy mạnh dạn comment góp ý để kênh càng ngày càng phát triển nha. Thì ở đây mình sẽ review một chút xíu về cái con nhân vật là sát thủ sờ laser ở phiên bản đời cao nhưng mà cập nhật ở phiên bản ở một cái xe sành 6.3 của em thì nó có được gì. Đam của em ấy thì hiện giờ mình đang cộng con sờ laser này thì em cộng theo cái hướng của DK, nhưng mà ở cái phiên bản không reset thì anh em có thể là cộng theo hướng là mát anh ghi. Còn những cái phiên bản reset thì các anh em hãy cộng thuần đó là STG nha anh em. Hiện giờ mình cộng STG là 26.000 và anh ghi là 10.000 HP mana, thì mình chỉ cộng một cái phần nào nhỏ thôi để mà mình đi farm quái đồ á thì nó không có bị hụt hẳn mana và lên những cái map cao quái nó cắn mình không chết thôi. Chủ đạo là anh em cộng vào STG ở phiên bản mà reset, còn phiên bản không reset anh em hãy cộng vào là anh ghi cho mình, tại vì anh ghi nó sẽ giúp cho tăng thủ tăng đam đồ lên các kiểu. Còn phiên bản reset ở đây là phiên bản 6.3 nhưng mà được một cái cập nhật là full 14 class cho anh em để anh em tha hồ lựa chọn. Thì ở đây 8 nhân vật anh em có thể là tạo miễn phí không tốn được con, từ là con nhân vật DK, Dash Y, cung nữ, Dash Lord, GL, thương thủ, rồi GF. Những con nhân vật phổ thông là anh em không có cần tốn đời con. Thì mình sẽ đi về cho anh em xem là những con nhân vật đó. Khi anh em chọn một con nhân vật bất kỳ thì các anh em về đây, các anh em chọn từ 1 tới 8 nhân vật là anh em không có tốn phí. Ở trên đây các anh em thấy nè, từ là phù thủy, Dash King, cung nữ, Magit, Dash Lord, Sum, GF, GL. Thì ở đây là những con nhân vật này không tốn đời con. Còn bước qua từ là cái con ở trên đây là các anh em tốn phí thì các anh em đổi qua từ con tiên linh, con sờ lây, con gum, con mage nam, mage nữ, vị ca. Những con này là anh em có thể là trải nghiệm ở một cái xe sành, đặc biệt là xe sành 6.3 bên em là có đầy đủ những cái con này để cho anh em trải nghiệm nha. Và các anh em thấy thông tin đó sao, là các anh em mỗi một lần chuyển class thì các anh em sẽ tốn là 1k đi con. Hiện giờ nó rất là rẻ nha anh em. Anh em có thể là trải nghiệm từ những con nhân vật phổ thông tới những con nhân vật đề cao mà bên em đã có sắp xếp, đã có lầm vào trong đây cho anh em chơi. Không có một cái giới hạn ở đây và không có sự giàm chán ở tại server Lương Sơn. Thì các anh em có thể là trải nghiệm full class. Khi mà các anh em chuyển từ cái con nhân vật random thì các anh em báo lên mình tên tài khoản, tên nhân vật và tên class để bên mình hỗ trợ cho anh em là set đồ nè, vũ khí nè, reset nè, và đặc biệt là hỗ trợ cho anh em win luôn nha. Ở đây là mình đang có một cái con slay, mình vào trong đây cho anh em xem, một lát nữa mình sẽ đi test đam cho anh em xem luôn. Thì ở đây mình có full trang bị và một cái win. Đặc biệt cái con game này là chúng ta có thể là sâu item của người khác được, là xem những cái item của người khác được nha. Ở đây là mình không có nhẫn, dây chuyền, thú đồ các kiểu, nhưng mà có được một bộ đồ. Và đây là cái set đồ của mình đi quảng cáo, đi review để đi làm clip, làm like cho nó đẹp.
chứ không phải là đồ đơn thuần là các anh em mới vô là tặng đồ các anh em như vậy nha anh em. Tặng đồ anh em là cũng có đồ 380, có vũ khí 380 và có win là 2.5 cho anh em luôn. Các anh em có thể là ủng hộ server một cái code tốn phí, code tốn phí là cực kỳ mềm nha anh em. Anh em nào quan tâm thì có thể là inbox riêng với mình. Còn những anh em nào mà có những thủ thuật hay hay là có những cái đóng góp gì giúp cho server, giúp cho kênh thì anh em hãy mạnh dạn comment nha. Ở đây là mình có trên trang bị của mình thì vào review lại, ở đây có một cái set đồ ALL là 5 món đây. Tại vì nhân vật này chỉ có là GF và Magic là thiếu thôi, còn những con này thì nó sẽ đủ. Và một cặp vũ khí để cho mình đi farm thì cặp vũ khí của mình được cộng 11 nè, và một cái Vin 3 thì nó rất là đẹp nha. Vì nhắc lại cho anh em, ở đây là mình chỉ là review quảng cáo thôi, còn set đồ tặng anh em á là set đồ 380, vũ khí 380. Thì tiếp theo mình sẽ lên một cái map cho cao để mà mình test đam. Các anh em mới vừa chơi hay là đã chơi tại server Lương Sơn hoặc server Tam Quốc thì các anh em cứ việc dí lên trên map Ikawood. Vì sao? Vì trên đây nó nhân 3 lượng S anh em lên, anh em không cần cắn thêm cái bùa gì hết mà S anh em sẽ lên gấp 3 lần. Nếu mà anh em cắn thêm bùa thì các anh em farm master sẽ nhanh hơn và farm reset nó sẽ nhanh hơn người khác nha. Bộ kỹ năng của em ấy là có một cái kỹ năng là thả dơi huyền thoại của em ấy đây. Khi mà con quái nó mắc rồi các anh em sẽ thấy nhờ cái bộ kỹ năng của nó. Mình sẽ tắt quái nha cho anh em thấy cái bộ kỹ năng của nó là gọi nhất có thể. Đây là một bộ kỹ năng huyền thoại, các anh em thấy đam của máy cực kỳ to không? Rất là to nha anh em, đam rất là sướng. Lại có đất quay lên phá đám à. Chào anh đất quay luôn nha. Có đất quay đây mình không có xem được cái lượng đam đâu nè. Mình sẽ đi kiếm một cái bãi quái khác nha. Ở đây là một ship lớn đây. Ở đây là một anh tẹp. Hồi tối ở một cái phiên live thì ảnh nói lên là mình nhìn lại người quen anh em. Nhìn nhận lại người quen lúc trước ở bên server Jupiter. Thì qua bên bển anh cũng hỗ trợ mình rất nhiều, hỗ trợ những cái thông tin, hỗ trợ đồ đạc để cho mình review đồ các kiểu anh em. Đó là một anh lớn chơi nha, anh nghỉ chơi cách đây cũng rất là lâu rồi, còn bây giờ thì anh tập tành lại với server bên mình nhé. Vào đây mình sẽ đam cho anh em xem. Mắc đam của mình lên tới là 700k, các anh em thấy gì chưa, một cái lượng đam nó rất là to nha. Mình sẽ gom quái lại đây cho anh em xem đó như gì thì sẽ review cho nó chân thực nhất có thể, vì đây là một cái skill đơn mục tiêu. Và đây đây là một cái skill huyền thoại game máy nữa đây. Ở đây là một cái phân thân chi thuật ở bản mobile này, thì các em thấy skill của nó như gì thì nó cũng chưa có phát huy được 100%, nó nằm ở chế độ là khoảng là 95%. Vì ở trên phiên bản của PC thì nó sẽ phân thân ra, mỗi một cái lần đao đi là nó sẽ phân thân ra, như ba lần đao thì sẽ có là ba con sợi laser, thì cái đó là phân thân chi thuật nha anh em. Mình lại tiến gần chút xíu đặng mình ăn cho hết cái lượng quái luôn, nhiều khi quái nó bị hỏng giò nè. Đấy như gì đây cho anh em thấy là đẹp nhất có thể nha. Ở đây là một cái skill như một cái là boomerang, mình quăng đi là nó sẽ tự quăng về, là nó dính hai lần đam. Nếu mà quái trâu quá một lần đi nó sẽ dính hoài, lần về nó cũng sẽ dính luôn nha. Ở đây cũng có một cái skill huyền thoại cái máy đây, nhưng mà skill này á thì nó không có sử dụng liên tục được cho anh em. Skill này ở bên phiên bản Megamu thì nó sẽ sử dụng được liên tục, nó khi nào có quái nó mới sử dụng được, còn không có quái là nó không có sử dụng. Còn những skill này không có quái nó cũng vẫn quánh luôn đấy. Và đặc biệt đây là một cái bóng của Dashkin nên anh em ấy sẽ sở hữu được một cái skill là sấy kiếm. Các anh em thấy chưa, cực kỳ đẹp nha, ngon lành không. Và tiếp theo không ngừng ở sấy kiếm nó có một cái skill là đĩa trắng luôn nha. Nói gì thì nói thì mình kết cái skill này nhất anh em, rất là đẹp, không có gì để bàn cãi. Và anh em có thể là từ những con nhân vật random như là cơ bản trong vòng 7-8 con nhân vật của mình tạo miễn phí và free, thì anh em có thể là nâng cấp lên để trải nghiệm những con class mà ở bên server Lương Sơn bên em đã cập nhật vô để đóng góp, để cho anh em có được một cái gì đó đổi mới và nó khác bọt hơn những server khác. Vì ở những cái nhân vật phổ thông thì anh em chơi từ những cái phiên bản đời thấp, từ phiên bản đời cao, rồi các anh em chơi từ server này bước qua server nọ thì các anh em chỉ lanh quanh và lẩn quẩn ở một số nhân vật đó thôi. Nhìn vào phết điểm đó thì server Lương Sơn bên em sẽ cho ra hết tất cả những con class ở xe sành cao, điển hình như là xe sành 18 thì 14 class sẽ cập nhật và có mặt tại cái server Lương Sơn để cho anh em trải nghiệm đổi gió và bui đồ, test nhân vật đồ các kiểu nha. Và những con nhân vật mới này á, thì cái lượng đam nó cực kỳ to. Và đặc biệt nè, ở đây anh em nhớ nha, 14 class nhưng mà phiên bản nó chỉ có 6.3 thôi, nó không có đồ gu 7, gu 8, gu 9, gu 10 gì đâu. Nó chỉ giới hạn là đồ 400 hoặc 380 đảo loại thôi nha anh em. Chỉ có là win nè, win thì nó sẽ đi dần theo thời gian, như ví dụ là mới đầu mình cho anh em, mình tặng anh em, mình phở ghi anh em win 1,
một thời gian mình lên Win 2 và thời gian hiện giờ là mình sẽ lên Win 2.5, và có một cái Win 3 tặng cho anh em khi mà các anh em ủng hộ nhiệt tình tại server Lương Sơn thì bên mình sẽ ra một cái code cực kỳ VIP nữa tặng cho anh em tới bờ tới bến luôn. Đang review mà nó bị mắc mạng ngang anh em, nhờ hên wifi ổn nên không thôi là nó mất tiêu luôn rồi. Thì ở đây là mình chia sẻ cập nhật review cho anh em biết là ở server Lương Sơn Hào Kiệt cụm máy chủ lớp 3 là có những cái đổi mới, có những cái cần đợi mà các anh em vào trong đây tìm hiểu và chia sẻ cùng cái server Lương Sơn. Thì những anh em nào muốn nhận code thì báo lên tên tài khoản, tên nhân vật và tên class. Anh em có thể là ủng hộ từ cái code là free tính là cái code tốn phí nha. Anh em nào quan tâm thì hãy mạnh dạn comment hoặc là liên hệ qua cái Zalo, cái Facebook của mình, chính chủ của mình, liên hệ trực tiếp ở trên cái kênh chính chủ của mình nha, để mà mình ghép phục vụ cho anh em, để cho anh em có được một cái không gian và một cái thời gian thích hợp nhất để vào trải nghiệm cùng với server. Thì hàng đêm thì mình live ở cái con game lớp 3 này ở trên phiên bản là TikTok, 8 giờ là mình đều hỗ trợ hết, dù một người vào xem mình cũng vẫn hỗ trợ luôn nữa nghe anh em. Anh em có thể là ủng hộ mình ở bên TikTok nữa nha anh em ơi. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video lần sau. Tiếp theo video lần sau là sẽ có một nhân vật mới nữa để làm cho anh em xem nha.